Vào sáng mai 22 tháng 7 giờ Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam và Mỹ sẽ bước vào trận đấu mở màn tại bảng E vòng chung kết World Cup. Mỹ, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và hướng tới danh hiệu lần thứ 3 liên tiếp, đối đầu với tuyển nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh lần đầu tiên. Dù chênh lệch trình độ giữa hai đội là lớn, tiền đạo trẻ 22 tuổi Sophia Smith lần đầu tham dự World Cup cảm thấy thận trọng. Smith cho rằng trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng. Khi hỏi về khả năng lặp lại chiến thắng đậm 13-0 trước Thái Lan như năm 2019, Smith nói: "Không có điều gì đảm bảo điều đó. Mọi đối thủ đều là thử thách khó khăn, bao gồm tuyển nữ Việt Nam. Họ có thể chơi theo một phong cách khác, vì vậy chúng tôi cần phát huy khả năng thích ứng và tìm hiểu về mọi đối thủ." Smith cũng thổ lộ rằng cô rất hạnh phúc khi chuẩn bị được tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và mong chờ một chiến thắng mở màn trước tuyển nữ Việt Nam.